bắt khẩn cấp đối tượng trồng gần 2.000 cây thuốc phiện ở Lào Cai. Công an thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai vừa bắt khẩn cấp đối tượng có hành vi trồng trái phép gần 2.000 cây thuốc phiện để lấy nhựa bán. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 23 tháng 3, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Sapa phối hợp với Công an xã Trung Trải, Công an phường Sapa phát hiện tại vườn của bà Má Thị Phính, 50 tuổi, trú tại thôn Chu Lìn 1, xã Trung Trải, có trồng nhiều cây thuốc phiện. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 1.876 cây thuốc phiện được Má Thị Phính trồng tại vườn rau của gia đình. Trong đó, 187 cây đã có hoa và quả, còn lại là những cây non. Mở rộng điều tra, Công an thị xã Sapa thu giữ thêm 3,87 gam nhựa thuốc phiện được đối tượng cất giấu trong nhà. Tại cơ quan công an, Má Thị Phính khai nhận toàn bộ số cây thuốc phiện trên được đối tượng trồng trong vườn rau của gia đình, mục đích bán kiếm lời.